Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa. Hoa này là hoa gì mình cũng không biết đâu. Mình thấy hoa này để làm và cắm kèm những hoa khác rất là đẹp. Ví dụ như là chúng ta có thể cắm kèm với hoa tóc tiên như thế này. Đây, các bạn có thể cắm này chung một lọ, chung một bồn. Mình thấy cái hoa này nó dễ làm nên là mình hướng dẫn các bạn ấy. Chỉ cần một cái giấy nhún thừa là các bạn cũng có thể làm được rồi. Đây có thể được gọi là hoa cúc dại không? Cứ tạm gọi là hoa để cắm kèm các loại hoa khác nhá. Mình thấy cũng khá xinh. Làm thì rất đơn giản, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm chi tiết nhá. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình giấy nhún màu trắng này, giấy nhún màu vàng, giấy nhún màu xanh, băng keo sát, kéo, súng bắn keo, kẽm xi màu xanh, kẽm bọc giấy ở bên ngoài ấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần nhị nhá. Các bạn lấy giấy nhún màu vàng, các bạn gấp lại và cắt các bạn cắt càng nhỏ càng tốt nhé. Tiếp giấy nhún màu trắng, các bạn cũng cắt tương tự như vậy. Đến giờ loa phường phát thanh cho nên là rất là ồn. Mình thì không thể hướng dẫn vào buổi sáng được đấy, cho nên là toàn làm vào buổi chiều. Mà hôm nay trời lại không có nắng nên là chất lượng ánh sáng khá kém. Mình cũng không biết setup ánh sáng như nào cho nó đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ kéo giãn cái phần giấy nhún màu vàng ra. Tương tự các bạn cũng kéo giãn phần giấy nhún màu trắng ra. Các bạn cắt càng nhỏ thì cánh hoa càng đẹp nhá. Bây giờ với cái kẽm này thì chúng ta sẽ gấp đôi lại này. Các bạn đặt vòng qua đây, gập lại, cuốn một vòng. Rồi sau đó các bạn dùng keo nến nhé, cuộn lại theo vòng tròn thôi. Sau đó chúng ta sẽ dùng tay như thế này. Ok, cái này hình như keo nó không dính. Tiếp chúng ta sẽ làm lớp cánh bên ngoài, cũng đặt bằng với cái phần giấy nhún màu vàng nhá. Các bạn cuốn cho đến hết tờ giấy trắng, hoặc là các bạn thấy khi nào cái độ cái bông hoa mà các bạn muốn nó to như vừa thì các bạn sẽ cắt bớt phần giấy màu trắng đi nhá, không nhất thiết là phải gắn theo mình. Rồi bây giờ các bạn lấy tay đẩy cánh hoa ra,
sẽ cắt bớt những cái phần cánh nó dài hơn. Các bạn đẩy cánh hoa ra như thế này. Chúng ta đã xong được cái phần hoa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần đài hoa. Các bạn cắt giấy nhún kích thước như thế này. Thì các bạn cắt, các bạn gấp lại, các bạn cắt theo cái hình, những hình tam giác nhỏ ấy. Không biết là các bạn có thể hình dung ra được không? Đây, sau khi cắt xong chúng ta sẽ được cái hình đài hoa như thế này. Chưa ạ? Đó, bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến để gắn lại nhá. Giờ chúng ta công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ dùng cái băng keo sáp để cuộn lại. Sẽ cắt thêm phần lá nhá. Mình quên mất là không chuẩn bị giấy nhún cho phần lá. Thì lá hoa cúc thì các bạn cắt lá, cái này là lá hoa trang trí thì bạn cắt kiểu gì cũng được. Các bạn cứ cắt hình như cái lá bình thường thôi. Nhỏ như thế này. Rồi các bạn cuốn băng keo sáp hết toàn cây, sau đó thì chúng ta sẽ bẻ cái lá này ra như thế này. Dùng tay để chỉnh cái cánh hoa lại một lần nữa. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong một bông hoa trang trí rồi. Chúng ta làm nhiều bông hoa và chúng ta sẽ ghép lại thành cây như thế này nhá. Hoặc là các bạn có thể dùng riêng những cái cành này, các bạn cắm vào những cái bình hoa mà các bạn đã trang trí ấy. Mình sẽ gắn lại. Đây như thế này. Các bạn đã thấy hình dung ra chưa ạ? Đây là cái bông hoa mà mình hướng dẫn các bạn làm xong, rất dễ đúng không ạ? Giấy thì không tốn kém, không biết là một cuộn giấy nhún Trung Quốc thì không biết là chúng ta sẽ làm được bao nhiêu, rất nhiều. Các bạn có thể cắm kèm cùng các hoa khác
Hoặc là các bạn có thể làm riêng một loại hoa như thế này, các bạn cắm vào những cái lọ nhỏ, lọ kích thước kiểu kiểu như thế này thôi này, xong các bạn cắm vào rồi chúng ta sẽ được nhiều cái cắm thêm hoa nhá, nhiều hoa chúng ta sẽ được một cái bình rất là xinh. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nhé.